xin tất cả các em. Các em ơi, lâu rồi thì chị Nhung không có cho Destin một cái sự bất ngờ nào hết. Nên là hôm nay chị Nhung sẽ làm một cái điều bất ngờ cho bé Destin. Thì các em hãy chờ xem bé Destin sẽ bất ngờ như thế nào nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi xuống gara. Chị Nhung đang để một cái món đồ mà chị Nhung biết rằng Destin sẽ rất là thích luôn. Vì một lần bé Destin đã yêu cầu chị Nhung mua, nhưng mà chị Nhung nói là Nhung không cho. Nhưng mà hôm nay chị Nhung quyết định là sẽ làm một điều bất ngờ cho bé Destin. Vì Destin rất là giỏi nè, là chị Nhung sẽ thử cho bé Destin nha. Các em có đồng ý không nào? Nếu đồng ý thì chị Nhung một cái like thật bự để ủng hộ chị Nhung ra thêm nhiều video clip mới nữa nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi thôi. Hiện tại thì chị Nhung đang biết là bé Destin đang ở trong phòng của Thiên Thư, nên là mình sẽ bí mật rồi. Khi mà mình làm xong hết tất cả rồi, mình sẽ đem lên và cho bé Destin một sự bất ngờ nha. Như là Destin không có biết chị Nhung luôn á. Có khi Nhung về hay sao á, vẫn còn đang nằm ở trong phòng của ông nội. Nên là bây giờ mình sẽ cùng xuống dưới đây mình lấy lên nha. Chị Nhung sẽ cho các em biết đây là cái món gì mà bé Destin rất là thích luôn. Đây này các em ơi. Đó, hồi nãy lúc mà đi rước Suri thì anh Phong có ghé vào một cái tiệm mà chị Nhung thấy là rất là có lý cho bé Destin, đó là cá. Trời, các em biết không, bé Destin rất là thích cá luôn á. Nên là chị Nhung sẽ mua cá cho bé Destin. Các em thấy cá có đẹp không nè? Bây giờ mình sẽ lên lầu và mình sẽ... bé Suri đang ngồi đây nè. Suri ơi, nè Suri có thích cá không? Đó, bé Suri có thích cá không nè? Đã chưa, bé Suri cũng rất là thích luôn. Nên là bây giờ chị Nhung sẽ lên và chuẩn bị bỏ vào một cái hũ thật là đẹp và đem vào phòng cho bé Destin nha. Cùng theo chân chị Nhung nè. Wow, và các em ơi, khi mà chị Nhung định cho cá vào trong đây thì chị Nhung mới phát hiện là cái nước này, chân ở nhà chị Nhung dơ quá dơ luôn các em ơi. Nó có lăng quăng ở trong này luôn nè. Ôi đất ơi, chị Nhung nghĩ mà cho cá vào đây là rất là hợp lý luôn, vừa có thức ăn cho cá luôn. Kỳ này chắc chị Nhung về chị Nhung sẽ nói mẹ là sẽ cất mấy cái này đi, để không là nó sẽ hóa muỗi rất là độc hại luôn á. Thôi bây giờ mình sẽ cho cá vào đây nha. Cá ơi, hãy vào chậu thôi. Rất là dễ thương luôn các em ơi. Bây giờ chị Nhung sẽ đổ con thứ hai tiếp tục. Wow, các em thấy có đẹp không nè? Một con thì cái đuôi màu đỏ thật là dễ thương, còn một con thì cái đuôi màu xanh. Wow, rất là đẹp luôn các em ơi. Các em có nhìn thấy không? Để cho một cái ly rất là đẹp giống như một ly rượu vậy đó. Nên là bây giờ chị Nhung sẽ vào và trôn Thiên Thư và bé Destin. Tạo một sự bất ngờ cho bé Destin luôn, là chị Nhung sẽ để trên một cái mâm nhìn giống như hai ly rượu thật là đẹp. Nên là bây giờ mình sẽ cùng chờ xem hai người đó sẽ phản ứng như thế nào nha. Đây, chị Nhung đã cho lên một cái dĩa thật là xinh rồi. Và bây giờ mình cùng hãy chờ xem hai bạn nhỏ sẽ như thế nào khi mà nhìn thấy hai cái ly này mà có hai con cá bên trong. Mình sẽ gõ cửa nha. Để chút, chị Nhung sẽ để xuống đây. Gõ cửa. Im lặng không nghe cái gì cả. Không biết có ai ra mở cửa cho mình không nữa. Ủa, bé Tiên à? Nãy giờ con làm gì đó? Con ăn gì vậy? À vậy hả? Ủa, Cúc ăn gì đó? Ngon vậy? Nói nghe nè, chị hai có hai ly nước cocktail rất là thơm ngon và bổ dưỡng. Nên bây giờ chị Nhung sẽ đem vô cho hai chị em nha. Đồng ý không? Hai cô cháu lộn. Đem cho hai cô cháu nha. Ok, Tế Tin thích không con? Thích không? Rồi, ok. Chờ chút nha, chờ chút. Chị em này đang ăn bánh nên là sẽ cần rất là cần nước luôn. Khi mà thấy cái ly nước này sẽ là té lên, nhưng mà không ngờ là hai con cá trong này. Nghĩ đến mà vui quá đi. Và các bạn ơi, chị Nhung không có quên là sẽ cho một cái bịch này mà hai người, hai chị em nghĩ sẽ là một cái gì đó chứ không phải là thức ăn cho cá. Ok, bây giờ mình sẽ đem vào thôi các em ơi. Không cần chờ chờ gì nữa đâu. Nếu không thì hai người đó phát hiện là chị Nhung chết. Nhung nghĩ là bé Destin sẽ rất là bất ngờ đây. Destin ơi, Thiên Thư ơi, Tin ơi, con uống nước đi, nước ngon lắm nè. Cocktail, cocktail, có chừng bể nha, con lấy đi, con cầm lên.
Con thấy làm sao? Con vui không? Con biết cái gì không? Cái gì? Con gà. Đó, mẹ chọc Thiên Thư với lại cô. Mẹ cái trống hả chị Hải? À, chị Nhung chọc Thiên Thư với Destin thôi. Chứ là hôm nay thật sự là chị Nhung mua cái cá này để cho bé Destin. Nhưng mà chị Nhung nghĩ là cô Út cũng sẽ rất là thích đúng không? À, chứ là mấy cái lọ này là Thiên Thư có một con cá gửi vô một lọ mà cá nó chết hết rồi. À, vậy hả? Vậy là để bây giờ Destin nuôi nha. Tin ơi, mẹ nói con nghe nè, hôm bữa con rất là thích cá đúng không? Nên là mẹ yêu nghĩ là mẹ yêu sẽ mua cá cho con. Nhưng mà con đừng có chọc cái tay vào. Con thích không? Cái tay bỏ vô bên con. Không, cái này con để vô đây con nuôi nha. Con nuôi rồi con nhìn cá mỗi ngày nha. Đây là bịch thức ăn nữa nè. Đây là bịch thức ăn cho cá nè. Đó, con thấy dễ thương mẹ không? Mẹ cho cá ăn đây. Đúng rồi, bây giờ mẹ sẽ mở ra cho con cho cá ăn nha. Để cá đói nha. Dạ. Cô Út thích con màu nào cô Út? Ủa hai con giống nhau mà. Giống nhau nhưng mà hai cái đuôi khác nhau á. Hả? Ừ. Nhưng mà cũng được, nhưng mà này cá trống đúng không chị Nhung? Đúng rồi, cá trống rất là đẹp đúng không? Thiên Thư rất là thích cá trống. Hồi trước á là Thiên Thư mê cá lắm. Á, trời ơi. Một ở nhà Hư là có 5 cái lọ này mà Hư năm nuôi 5 con cá trống. Mà hồi trước mẹ Hư mua Thư thích lắm. Xong rồi mỗi con vô xong mỗi ngày chơi ăn mà không hiểu sao. Tôi chết hết. Bởi vậy Thiên Thư không có số nuôi cá. Thiên Thư là số xác cá. Rồi, bây giờ Thiên Thư cho cá ăn với lại bé Destin đi. Chị Nhung nghĩ là cái này, Thiên Thư biết cái này là gì không? Cái này người ta nói là lăng quăng khô đó, người ta đã thấy khô rồi nên là cái này là con lăng quăng. Đúng rồi. Ê mà nói nghe nè nha, hồi nãy rất là ghê luôn á, chị Nhung á cho một cái con cá vô đây nè. Thì ở trong này có lăng quăng ở trong này luôn á. Có lăng quăng sẵn trong nước luôn. Trời ơi kinh quá, nên là mai mốt mình sẽ không có để những cái chậu này nữa. Nếu mình để những cái chậu này là sẽ làm cho muỗi phát tán đó. Lăng quăng có trong này luôn nè, nè Thiên Thư nhìn nè. Đó thấy chưa? Lăng quăng đó. Nè. Ủa lăng quăng là mấy con nhỏ nhỏ thôi. Đúng rồi, rất là ghê luôn á. Thôi Thiên Thư, thôi đưa đây cho chị Nhung ăn đi. Thiên Thư cho cá đi. Mệt quá cho miếng đi. Ngon á. Con vui không? Mãi cho con cá. Bây giờ để Út mở. Rồi cá đẹp quá không con? Cá đẹp không? Ưng đụng cá. Con thích không? Trời ơi, hồi nãy tin tưởng là nước thì uống thiệt luôn á hả? Destin, hồi nãy con tưởng đâu là nước con uống thiệt luôn á hả? Trời ơi. Nghe ơi, nếu như mà hồi nãy Dung không cản bé Destin nó là chắc là bé Destin đã uống cái nước cá luôn rồi. Trời ơi, ghê quá Kem ơi. Dem ơi, trời cá hú. Để cá chết á. Rồi. Ủa mấy con này là quăng á hả chị Nhung? Ờ Destin ơi, con kiếm cái gì con cất cái này vô nha. Để mai mốt mình cho cá ăn nha con. Rồi con ra con kiếm một cái hộp con cất vô đi. Cái hộp á. Rồi con cho cá nhưng mà cho ít thôi nha. Để Destin cho cá. Để Destin cho. Ôi. Đổ đổ con ơi. Được rồi. Rồi Destin giỏi quá. Lại cho cá bên này đi con. Con nhớ là mỗi ngày phải chăm sóc cho cá nha. Phải yêu thương cá nha. Ủa chị Nhung, mấy con cá này á, mấy con lăng quăng này á là mai mốt một ngày sau nó sẽ nổi thành muỗi. Vậy hả? Ủa sao nghe nói là đã sấy khô mà. Sấy khô không biết là sao. Đã chết rồi đó. Đó. Vậy hả? Đó cá lên ăn đó, cá lên ăn đó. Ôi sao dọc cá vậy? Cá chết sao? Không chơi dễ thương mà. Trời thôi nha, Tin ơi con đừng có dọc cá nha. Con phải yêu thương cá nè, phải cho cá ăn mỗi ngày nha con. Nha. Mình đụng ngay cái đuôi nó là nó đi á. Đúng rồi. Ôi không nhận cái cá này chị Nhung mua ở đâu đẹp quá chị Nhung? Mua ở chỗ kia rất là lớn luôn á. Biết dạ. Nhiêu tiền con không? Dạ. Có 25 ngàn. Trời hồi trước chúng tôi cũng mua 25 ngàn chứ nhiều. Rẹ. Mà hình như cá này cá nó ánh lên đẹp ghê. Ê con đừng có bóc cá, Ủa nó bóc cá. Tin ơi con thích không nè? Dạ. Hôm nay con có vui không? Vui hả? Hôm nay là chủ yếu là mẹ tạo niềm vui cho con trai của mẹ đó. Vậy là không có tạo niềm vui cho Út. Nói vậy chứ tạo niềm vui cho Thiên Thư luôn. Nãy giờ Thiên Thư khoái đúng không? Chị Nhung nghĩ là chị Nhung sẽ cho Thiên Thư một cái con đuôi mà đỏ. Ê con đừng bóc cá Thiên ơi. Trời đừng có bóc cá con ơi. Trời ơi bóc xong rồi con trai. Vậy là video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem. Đừng quên like, share và subscribe cho Nhung Khoai Channel nha. Bye bye.
Công nhận á, con mẹ này mẹ nhảm dễ sợ luôn vậy các em. Nói giỡn thôi các em ơi, hôm nay chị Nhung làm một cái điều rất là vui cho bé Đức Tin và cả Tinh Thư luôn. Nên là hy vọng các em sẽ thích cái video này nha. Bye bye, hẹn gặp lại. Xong. Bye bye, hẹn gặp lại chị Nhung.